đã tới chuẩn bị rồi nè. Hoàn thành thì chờ các chiến hữu tới chiến mà thôi. This one. Chui đó.
Muốn luôn hả? Thì đội Đam FC á được thành lập cái tên Đam FC được năm nay nữa là năm thứ 7 thứ 8 rồi. Còn tiền thân của Đam FC đã từ đội bóng được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2006 tới đây đã được 18 năm. Đó, nhưng mà qua các thời kỳ gặp khó khăn nhưng mà đội Đam mê, đội anh em thành viên của đội bóng vẫn duy trì tới thời điểm hiện tại. Đó, đó là một cái điều rất là vui, rất là phấn khởi. Và những anh em đầu tàu thì mũi nhọn có sự đóng góp với đội Đam FC cùng hỗ trợ với ban lãnh đội để dẫn đội Đam FC đi đến ngày hôm nay và mỗi cùng cho anh em trên đây chụp một tấm hình lưu niệm. Đó là mời anh Nghĩa, Nghĩa Đất, biệt danh là Nghĩa Đất, anh Tiến Zidane, anh Công Nưa, anh Hoàng Xe Tăng. Mấy anh em hôm nay thì thiếu anh Thanh Đô Ha và anh Tùng Mưu Lơ. Đó là những người có thể đá được vị trí gần như là đa năng trên sân. Có để anh em hôm nay là được 4 người, 5 người rồi. Đam mê gắn kết vui vẻ. Có đập chiều nên mà để cùng khai sân cùng đội Đam FC. Cảm ơn tất cả các anh em, các chiến binh đã không ngại những cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất của FC Đam Mê, cùng FC Đam Mê bay cao và bay xa hơn tất cả những cái trời Âu. Hôm nay cái buổi tiệc thanh niên này có mặt đầy đủ tất cả các anh em, các chiến binh, vậy là thay mặt ban lãnh đạo của đội bóng rất là cảm ơn và ghi khắc có quy tâm những cái tấm lòng của tất cả các anh em ở trong đây. Khóc là không khóc rồi, đây là sự vui mừng là rất là tôn trọng tất cả những cái tấm lòng của các bạn với nhau đó. Thôi con nghĩ cô một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát đạt phát tài. Anh em tranh thủ cái thời gian các anh em ơi. Rồi, vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cũng xin được phép cái lời của anh Nghĩa, cũng chúc là cảm ơn rất nhiều tới những tràng pháo tay và những cái lời phát biểu cũng như là chúc Tết của anh Nghĩa dành cho anh em đội bóng rất nhiều. Vâng, và chúng ta cũng cùng nâng ly lên, chúng ta cùng đếm 1 2 3, với chúng ta không bằng 1 2 3 vô nữa mà chúng ta cùng khẩu hiệu của đội bóng mình là cái logan của đội bóng mình là Đam Mê FC vui khỏe. Chúng ta lặp lại lần nữa nha, chúng ta vui khỏe gắn kết, chúng ta chỉ có 4 chữ ha, chúng ta cùng đếm 1 2 3 nha. Rồi chưa, các bạn chuẩn bị, những bạn nào có ly bia rất đầy chưa, chúng ta đếm nha. 1 2 3, vui khỏe gắn kết. Lần nữa được các bạn, 1 2 3, vui khỏe gắn kết. Yo, Happy New Year, chúc tất cả các bạn có một ngày tất nhiên thật là vui vẻ, vạn sự như ý, gia đình lúc nào cũng là hạnh phúc, công việc luôn hạnh thông, và đặc biệt là mắt được luôn luôn được phát tài. Làm chi nỗi đau ơi người,
Chương trình văn nghệ của Tất Niên FC Đam Mê hôm nay ha, Nghĩa xin có một cái đôi lời như thế này nè. Nghĩa thì mình lên mình muốn lửa hay gì đó cho nó vui, đúng không? Trái ở bên phải. Rồi ok, để giúp cho chương trình nghe không ngày hôm nay. Rồi, xin mời anh Tiến của FC Đam Mê sẽ gửi đến các bậc một vật phẩm được mang tên Ca Trước Biết Sau. Vỗ tay các bạn ơi. Theo là yêu cầu của anh em Đam Mê cũng như ông bầu chỉ bên tay trái thì là Tiến gọi là biệt danh là Zidane. Tại vì có cái đầu hơi hói nên tham gia bài trước nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khỏe đó. Cũng đã tham gia rất là nhiều các đội bóng, nhưng mà đội bóng năm FC Đam Mê là mình cũng mê theo luôn. Vâng, xin em biết anh Hiển là nói đội banh đi, đừng nói đội bóng nha. Đội bóng nha. Thấy xanh tươi ra lá cờ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Hãy
tiếp tục không bơi được đôi sầu đau em lâu đứng trước con đêm lại ngày âm điên từng buồn như em từng giọt nghe em tình yêu lại chỉ cái chỉ còn bên nhau bên nhau còn ở nhau yêu lâu hay bao để tôi buồn đau tình yêu tình chi hãy cứ quên đi hãy cứ quên đi bao nhiêu những tình đam mê.
cũng thỏa theo yêu cầu thằng em lên hát chung với anh em Tình Nhạc Phai. Yeah.
dầu kín chắc thêm không mỗi chiều cách cầu lặng nghe đêm pháo biết hay qua rồi tôi gọi tên. Oh,